Rồi hướng dẫn anh em cách thu ổ trứng lươn nha. Đây ổ trứng lươn đây. Đó. Rồi đây. Đó, ổ trứng lươn ổ này rất là nhiều nha anh em. Dẹt dẹt cho nó rộng ra. Đó, dụng cụ mình là một vợt với một thao nước nha anh em. Đó, dẹt rộng ra, xong đó vớt lên, đơn giản lắm. Tí nữa sẽ hướng dẫn cho anh em cách rửa trứng nè, ấp trứng luôn nha. Đó. Rất là nhiều ở đây, rất là nhiều luôn. Dẹt hết ra, còn nhiều thu hết, nhiều. Cái này thì chưa có con. Sâu á. Chừng nào hết thì thôi. Nhiều ổ này nhiều. Anh lấy cho em thao đi. Trứng trứng. Chưa ra con. Chút vô trọng quay cái hướng dẫn chỗ anh tiếng Anh, ảnh quay cái ảnh anh chụp được ảnh anh rồi quay bằng tay thôi có gì đâu. Rồi xong hết trứng rồi đó.